Xin kính chào quý vị và các bạn. Thêm một tuần nữa qua đi, cuộc sống lại đặt ra trước mắt chúng ta rất là nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ. Đó là quy luật của sự phát triển đối với xã hội và sự phát triển tất yếu đi lên, nó sẽ phải như vậy. Chúng ta ở đây có nghĩa là trong đó có tôi và tất cả các bạn, không loại trừ bất kỳ một ai. Và tất cả chúng ta đều đang phải đối mặt với những biến đổi đó. Khi bạn nghe rằng ở tận Quảng Ngãi có một căn bệnh lạ mà y văn của các bác sĩ Việt Nam chỉ biết gọi tên một cách trực quan và cơ học là bệnh sừng hóa lòng bàn chân bàn tay, thì có nghĩa là chúng ta đang đứng trước một mối lo về sức khỏe của cộng đồng, của chúng ta và của con cháu chúng ta. Khi bạn nghe cho dù mới là thông tin chưa chính thức là 20 giờ tối ngày hôm qua xăng tăng giá, và trước đó nhiều người đổ xô đi ra các cây xăng để tranh thủ mua trước được chừng nào hay chừng đó, thì có nghĩa là chúng ta sắp sửa sẽ phải đối mặt với một chuỗi tăng giá liên tiếp. Cuộc sống là của chung đối với tất cả chúng ta, nhưng của chung ấy sẽ chẳng thể thành hình nếu như không có cái sự hợp sức của mỗi chúng ta, và sẽ không có một ứng xử nào gọi là ứng xử xã hội nếu không bắt đầu từ sự ứng xử của mỗi một cái tôi trong tất cả chúng ta. Chương trình sự kiện và bình luận ngày hôm nay của chúng tôi với câu chuyện tôi và chúng ta sẽ có sự góp ý kiến của giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Trường Thị. Giáo sư Phan Trường Thị là một nhà nghiên cứu khoa học cơ bản đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin cảm ơn giáo sư với sự có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa giáo sư Phan Trường Thị, hôm nay ngồi đây có tôi và giáo sư. Chúng ta sẽ nói câu chuyện về tôi và chúng ta. Giáo sư nghĩ thế nào về chủ đề này? Trước hết, tôi và chúng ta đều là ngôi thứ nhất. Tất cả tôi và chúng ta cùng về một phía. Nhưng giữa tôi và chúng ta thì khác nhau về số lượng. Tôi là một cái cá nhân, mà chúng ta là một cái tổ chức, mà trong đó có tôi là một hợp phần. Cái mối quan hệ giữa tôi và cá nhân, đương nhiên trước hết nó đứng về một phía là ngôi thứ nhất. Nhưng mà trong xã hội, cái mối quan hệ giữa tôi và cá nhân cực kỳ phức tạp. Nó nhuốm màu của thời đại, nhuốm màu của xã hội đương đại và có những vấn đề thuộc về lịch sử. Thế theo tôi thì hiện nay bàn về vấn đề đó không phải là dễ mà có những cái khó. Tôi xin nêu một cái ví dụ. Ví dụ gần đây trên các phương tiện truyền thông nói rất nhiều về cái tượng Phật do Hội Đa Cảnh kính tặng cho tu thiền viện Trúc Lâm ở chân núi Ba Vì. Đó là cái tượng rất đẹp, rất quy mô, rất hoành tráng và được tạc bằng một cái loại đá lấy từ rừng núi Nghệ An, từ một khối đá 100 tấn về đến Hà Nội rồi mang đến thiền viện để tạo thành một cái tượng khá lớn. Trên hình chúng ta đang được chiêm ngưỡng cái tượng. Thế thì với cái tượng đó thì nhưng mà sau khi mà làm lễ và tuyên bố thì cái hội Đá Cảnh trước đây thành cũng có đứng cùng với hội Đá Quý, nhưng hội Đá Quý thì lại là đứng một cái khác, là Đá Quý là một cái hội chuyên nghiệp, người ta muốn gọi một cái đá gì, một cái tên loại gì thì phải cân đo đong đếm hết sức chính xác. Trong khi đội Đá Cảnh tức là ta nhìn cái khối đá bên ngoài, miễn là nó đẹp, nó có bền và người ta tạo thành một cái vật cảnh hoặc là một vật liệu tinh thiên, linh thiên. Hai cái khác của cái chúng ta đó, nó khác biệt, dị biệt do cái mục tiêu của mỗi một cái đơn vị khác nhau. Vì vậy cho nên rằng là khi Hội Đá Cảnh tuyên bố đây là một loại ngọc sapphire lớn nhất nước Việt Nam, thì cái Hội Đá Quý thì cho rằng đây chưa phải là một loại ngọc mà chính xác là một loại đá, vân vân. Sự gì biết đó chẳng khác là do cái mục tiêu của mỗi một cái cá nhân nó khác nhau. Còn hôm nay tôi là một cá nhân, không đại diện cho một cái tổ chức nào, nhưng tôi là một cá nhân, là những người nghiên cứu, hiểu biết về Đá Quý, thì tôi lại cũng có cái trách nhiệm. Bởi vì trong một cái chung, cái tập thể đó, thì cái trách nhiệm cá nhân cũng rất quan trọng. Cho nên với trách nhiệm của một nhà khoa học, hiểu biết cái này thì tôi lại nhìn khác, là muốn xử lý cái mối quan hệ giữa cái tôi và cái chung thì phải có những nguyên tắc. Những nguyên tắc đó đương nhiên trước hết phải là nguyên tắc lớn là không xâm hại đến quyền lợi quốc gia, những quyền lợi chung. Nhưng những nguyên tắc khác là có những quan hệ rất mềm, rất hiểu biết. Cho nên đứng về nhà khoa học, tôi là một nhà khoa học, tôi phát biểu trước hết. Tôi đứng về khoa học, tôi xem thấy cái cục đá đó, cái khối đá đó là bằng cái gì. Thì tôi phân tích kỹ trên các phương tiện và tôi thấy cái đá đó đúng là một loại ngọc sapphire như là Hội Đá Cảnh nói. Và nó là loại cứng sau kim cương thôi và đẹp. Và cái việc mà kính viếng của Hội Đá Cảnh cho cái thiền viện Trúc Lâu là một việc rất đúng và rất đáng ngưỡng mộ. Đấy. Còn nếu như Hội Đá Quý
đứng về danh nghĩa là nghề nghiệp thì cầm đo đong đếm, nhưng trong mối quan hệ đó ta phải xử lý một cách mềm mỏng, và ta thấy được cái bản chất cái khối ngọc đó là một cái tượng đáng được tôn vinh, đáng được để thờ phụng. Và tôi đứng về phương trách nhiệm của nhà khoa học thì tôi đây phát biểu là tôi rất là hoan nghênh cái công việc làm của Hội Đá Cảnh, và không có gì là trong đối lập hay cái gì trong vấn đề này, mà gần đây phương tiện truyền thông đã được ca ngợi. Vâng. Nói như vậy thì thấy rằng là trong cái cách nhìn bất kỳ sự biến động và bất kỳ cái sự biến đổi nào đấy trong cái lộ trình phát triển đi lên của xã hội, thì cái cách nhìn của cá nhân, của từng cái chủ thể nó sẽ cần phải được đặt ở trong cái mối quan hệ với các chủ thể khác và của cả cộng đồng. Ngay đầu chương trình, giáo sư Phan Trường Thị đã cho chúng ta một cái ví dụ rất trực quan và sinh động. Và cái ví dụ này cũng rất thời sự. Cái sự kiện này mới diễn ra ngay đầu tháng 4 và thu hút được rất sự đông đảo của sự chú ý của dư luận. Nếu như chúng ta nói rằng tôi và tất cả chúng ta cùng làm một cái gì đấy hay cùng chung một cái mục đích gì đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là như giáo sư Phan Trường Thị phân tích là chúng ta cùng đứng về một phía. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống hình như là không phải lúc nào tôi và chúng ta cùng đứng một phía, mặc dù cùng là đại từ nhân xưng ở ngôi thứ nhất. Đúng như vậy, là trong đặc biệt là trong xã hội, trong những cái thái độ của cái cá nhân và cái chung đấy, cái chúng ta đó, đối với những vấn đề xã hội hết sức tế nhị, thì lúc bây giờ quan trọng là ở chỗ tìm những nguyên tắc hài hòa, điều hòa giữa những cái mối quan hệ đó, thì chúng ta sẽ không dẫn đến là ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba, mà vẫn là ngôi thứ nhất là đều là chúng ta đều cùng một phía, là tìm được cái mối quan hệ, một quan hệ đó không phải không lúc nào mà chúng ta không thể tìm được, và có thêm tìm được những mối quan hệ bằng những cái quan hệ mềm hơn và tôn vinh lẫn nhau hơn. Vâng. Ở đây tôi xin mạnh dạn đưa ra một cái ví dụ nó rất khác cái ví dụ của giáo sư vừa đưa ra. Cái ví dụ này nó xảy ra khá thường xuyên thời gian gần đây. Đó là cái câu chuyện rất nhiều cán bộ lãnh đạo ở ngành và địa phương, đặc biệt là trong khu vực phía Nam, khi mà họ có cái thiếp mời hiếu hỉ của gia đình, thì họ in chức danh của họ mình lên cái hiếu hỉ đấy gửi cho khách. Thậm chí là cái cơ quan văn phòng nơi mà các cái vị cán bộ đó công tác thì còn làm thêm động tác nữa là phát hành một cái thông báo nói rõ rằng là gia đình nhà vị quan chức đó đang có chuyện hiếu hỉ và gửi cho tất cả mọi người. Thì ở trong chuyện này thì tôi đang đứng cùng phía với chúng ta hay là một cái phía khác? Là bởi vì ở đây vị quan chức đó đóng vai trò là một cá nhân, còn cái tập thể của cơ quan đó hoặc là vị trí chức danh của vị quan chức đó thì là đại diện cho cái chúng ta, nó là cái của chung của xã hội, là cái đại diện cho nhân dân. Giáo sư nghĩ thế nào về chuyện tôi này? Tôi nghĩ cái đây cũng là vấn đề rất tế nhị, là không hài hòa được. Chắc là tế nhị như là giáo sư đã nói. Tế nhị giữa cái chúng ta với cái tôi. Đôi khi chúng ta sẽ lợi dụng cái chúng ta mà để tôn lên một cái tôi, nó không phù hợp với thực tiễn và với pháp luật nữa. Cho nên là tôi cho rằng vấn đề là tế nhị ở chỗ đấy. Cái nhận thức và chính là cái đạo đức của mỗi một con người trong cái chúng ta đó cũng thể hiện ở chỗ đấy. Như vậy thì phải chăng là giữa cái tôi với chúng ta đấy nó có một cái khoảng trùng lắp gì đó mà người ta có thể gọi là lợi dụng như là giáo sư? Tuy nhiên, bởi vì tôi và chúng ta cùng một phía và cái mối quan hệ đó rất tế nhị, cho nên rất dễ dẫn đến là đặc biệt là khi mà trong xã hội cái vai trò cá nhân chưa được xác lập một cách có tính nhất pháp lý thì dễ dẫn đến cái việc là cái chúng ta lợi dụng cái tôi. Chứ còn nếu một xã hội mà cái vai trò pháp lý nó khẳng định được cái vai trò cá nhân một cách có tính nhất pháp lý nhiều hơn nữa, và cái gọi là cái dân trí cũng có một trình độ là hiểu biết cái vấn đề này là của chúng ta hay là của tôi, thì sự việc nó phải dễ dàng hơn. Và cái tính chất thể hiện cái đó, mỗi một lần mà ai muốn xưng danh là tôi hay chúng ta đều tính đến cái dư luận xã hội và tính đến pháp luật. Phải chăng là giáo sư nghĩ rằng là sẽ phải có những quy định cụ thể, nếu như nói ở góc độ là chúng ta cần phải có sự rõ ràng? Không, thực ra là có những vấn đề thuộc về pháp lý. Ví dụ một cái cơ quan điều hành vấn đề gì đó, nhưng về mặt pháp lý thì có thủ trưởng. Thì thủ trưởng phải chịu trách nhiệm, và trách nhiệm hơn ai hết, và khi vấn đề đó là thuộc cái thủ trưởng đấy. Cái đó là pháp luật, nhưng mà đồng thời trong xã hội có những cái mối quan hệ là lúc nào cũng pháp lý, mà là quan hệ là về đạo đức, và quan hệ nó phụ thuộc cái dân trí của mỗi xã hội. Cho nên có hai cái quan hệ xã hội và cái quan hệ pháp lý
phải rõ ràng, nhưng mà pháp lý bây giờ cũng có quan hệ đấy. Về. Cho nên vấn đề ví dụ như ở Quảng Ngãi thì cái người đứng đầu của cơ quan y tế ở đó, ông ty trưởng, ông trưởng phòng y tế là người phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về vấn đề đó. Giáo sư đang nhắc đến cái câu chuyện về một căn bệnh lạ đã xuất hiện đấy. Vâng. Thế vậy thì ở đây cái câu chuyện của cái người đứng đầu, ít nhất ví dụ như ngành y tế chẳng hạn, ông ấy sẽ là cái người sẽ đứng ra để giải quyết vấn đề đấy, hay sẽ là cái người chỉ huy? Và ở đây thì tư cách của ông ấy sẽ là như thế nào? Bởi vì trước một cái sự kiện rất là nhạy cảm như thế, ai người ta cũng trông chờ vào ngành y tế. Trong xã hội, một cái xã hội văn minh và cái luật pháp nó rành mạch, thì mọi vấn đề trong xã hội đều quy về vấn đề này do ai phụ trách. Mà khi ai phụ trách thì người phải đứng đầu trong cái chiến dịch của vấn đề này. Ví dụ vấn đề Quảng Ngãi thì cái chiến dịch mà về bệnh lạ phải đứng đầu là ngành y tế. Mà ngành y tế phải là có ông trưởng về ngành y tế đó đứng đầu chỉ huy cái chiến dịch đấy, chứ không phải là những ông khác. Và trên cơ sở đó mới tập hợp được lực lượng. Nhưng có vấn đề còn lại là cái người đứng đầu đó, một mặt là pháp lý là được thừa nhận, nhưng mặt khác khi mà nhà nước giao cho một cá nhân phụ trách thì phải trên cơ sở là cá nhân đấy có cái trình độ chuyên môn, có cái khả năng chuyên môn thích hợp với cái vai trò của cá nhân mình phụ trách cái đấy. Cái rất quan trọng, chứ không thể nào giao một việc mà người đứng đầu mà lại không hiểu biết về chuyên môn. Về ở trong cái sự việc ở Quảng Ngãi thì tất nhiên câu chuyện về y văn, thậm chí y văn thế giới cũng chưa ghi nhận cái bệnh này, thì đó là khách quan, chúng ta cũng phải chấp nhận trong một quãng thời gian để người ta tìm ra thực sự nguồn gốc. Nhưng bằng ngành y tế mới chịu trách nhiệm. Vâng. Thế nhưng ở đây chúng tôi quan sát thì thấy rằng là riêng cái sự việc đấy thôi, thấy có cả đoàn thanh niên vào cuộc, hội phụ nữ vào cuộc, mặt trận tổ quốc vào cuộc, tất cả cùng vào cuộc, và cảm giác như đấy là một cái chiến dịch rất rầm rộ để giải quyết vấn đề. Nhưng mà kỳ thực đứng đầu. Vâng. Nhưng mà kỳ thực cuối cùng là không được giải quyết vấn đề. Đúng. Phải chăng là chúng ta cần phải đặt vào đúng cái người mà có thực sự năng lực thực sự? Đương nhiên là phải có mỗi một cái vấn đề đứng về luật pháp mà nói đều có thể quy chiếu được là vấn đề này thuộc cái ngành nào. Vậy. Mà trong ngành đó thì cá nhân nào phụ trách. Vậy. Và cái cá nhân đó phải là người có chuyên môn của cái đó phụ trách. Vậy. Nói cái khác là phải xác định rõ là có một cái tôi rất cụ thể. Cái tôi rất cụ thể và rất pháp lý. Vậy. Chứ không phải chỉ là quy định chung chung. Vậy. Hoặc là ai đó chỉ định rằng là cái tôi này làm đi, hoặc rồi. Là cái tôi kia làm đi. Thưa giáo sư có theo dõi thông tin về cái vụ sạt lở rất nghiêm trọng xảy ra tại cái bãi thải của mỏ than Phấn Mễ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên hôm 15 tháng 4 vừa rồi không? Cho đến giờ phút này thì thông tin vẫn là vụ sạt lở làm chết một người bị thương và 5 người vẫn bị chôn vùi trong cái đống đất đá. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nhưng mà vẫn chưa giải quyết được triệt để vấn đề. Có một chi tiết mà rất nhiều người phải nói là băn khoăn và cũng có một chút gì đó cảm thấy là không ổn lắm. Đây là các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chưa có bất kỳ ai lên tiếng về trách nhiệm đối với sự việc này. Họ trả lời rằng chúng tôi chưa có thông tin về cái tình trạng nguy hiểm nên là chúng tôi cũng không biết được là nó có thể xảy ra như vậy. Cái sự kiện này thì theo giáo sư chúng ta sẽ nhìn nhận như thế nào trong cái mối quan hệ giữa tôi và chúng ta đấy ạ? Thực ra trong vấn đề này cũng là một ví dụ của cái mối quan hệ tôi và chúng ta. Cái trách nhiệm cá nhân và cái phần trách nhiệm của cái chúng ta, tức là cái tập thể đối với vấn đề này. Tôi là một nhà địa chất, cho nên vấn đề sụt lở ở Thái Nguyên này tôi phải theo dõi rất kỹ. Mà khi mà nghe cái sụt lở này thì tôi thấy có một cái chi tiết là cái chỗ tổ chức cứu nạn nhân thì lại có động viên, có huy động một cái tổ chức thuộc về Liên Hợp Hội cái khoa học Việt Nam tham gia cái vấn đề này. Thì tôi giật mình ngay, chết rồi. Muốn làm những vấn đề này phải có những cái bộ phận rất chuyên môn thì mới tìm ra được những cái phần mà bị chôn vùi ở dưới. Cho nên từ đó tôi mới thấy thế này. Trong mỗi một vấn đề, ví dụ vấn đề sụt đất, ở mỗi một địa phương, cái ngành tài nguyên và môi trường có những cái cấp rất là rõ ràng. Và thậm chí là mỗi một đơn vị còn có cảnh sát môi trường nữa. Mà cái việc cảnh sát môi trường cũng giống như cảnh sát hình sự, có những trách nhiệm rất rõ ràng phải theo dõi những vấn đề về môi trường trong khu vực mình quản lý. Cái chỗ đó là có khả năng xảy ra vấn đề gì, chứ không phải là đổ cho mọi người khác. Cho nên cái vai trò của môi trường, tài nguyên môi trường và cái đơn vị được ở trên chia đến đấy có trách nhiệm với cái đó, chứ không được đổ cho ai. Mà đã có cảnh sát tức là phải đến thêm xét, phải theo dõi dự án, dự báo. Và trên cơ sở đó chúng ta mới có cái trách nhiệm
và mới cái dự đoán được và mới có những cái phòng ngừa được. Chứ nếu không thì mọi thứ đều xảy ra. Một cái bãi thải lớn như vậy, môi trường chung quanh buộc phải có cảnh sát môi trường. Cái ngành tài nguyên môi trường phải có quan sát trước rất nhiều năm, nhiều tháng trước khi nó xảy ra sự việc. Cho nên vấn đề này tôi nghĩ là bây giờ nếu đem quy chiếu về pháp luật thì thấy rõ là ai chịu trách nhiệm ngay. Vâng. Chứ không nhất thiết là cứ đổ là chưa có thông tin, vân vân. Vâng. Như vậy là trong trường hợp này thì nó không giống như trường hợp trước, là không phải là không có cái sự quy định cụ thể. Rồi. Một cái tôi nào đấy sẽ phải chịu trách nhiệm, mà chẳng qua là có thể là người ta né tránh. Thông tin chính thức thì được biết, phóng viên chúng tôi khai thác được thì là cái khu dân cư mà bị nạn thì họ đã ở cái khu vực đấy từ những năm 60 của thế kỷ trước. Vâng. Và họ ở khi mà cái bãi thải còn rất là bé, và họ ở cách bãi thải 1 km. Và cái bãi thải đấy chỉ trở nên to và mở rộng cái quy mô vào cỡ khoảng những năm 70, tức là sau đấy khoảng chục năm. Thì như vậy thì không thể nói rằng là chính quyền địa phương bảo là không biết hoặc là họ không nắm rõ địa bàn. Nếu vậy thì có lẽ là trao nhầm cái quyền hạn cũng như trách nhiệm quản lý địa bàn chăng. Chúng tôi rất muốn giáo sư Phan Trường Thị cùng với quý vị khán giả sẽ xem sau đây một cái phản ánh của chúng tôi về tiếng nói của những người trong cuộc để chúng ta hiểu hơn nữa cái tiếng nói của tôi, của chúng ta qua cái sự việc này. Năm ngày sau vụ sạt lở kinh hoàng, anh Hà Văn Chín ở xóm Khuôn 1, xã Phục Linh vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Chín cùng vợ và con trai đã may mắn chạy thoát. Mẹ anh đã bị đất đá chôn vùi, bố anh may mắn chỉ bị thương nhẹ. Toàn bộ tài sản của gia đình anh và 6 anh em khác trong khu vực này đã bị chôn vùi trong đất đá. Trước cái thời điểm mà chưa sạt này, gia đình tôi và bà con ở gần chân bãi thải đã kiến nghị đơn vào xã này, lên đội này vào xã này, sang mỏ này. Đã cách đây khoảng cỡ từ 3 đến 4 năm rồi. Nằm sát dưới chân bãi thải của mỏ than Phấn Mễ, gần hơn so với vị trí của 10 ngôi nhà đã bị chôn vùi tại xóm Khuôn 1. Hơn 30 hộ dân ở xóm Khuôn 3 cũng đã nhiều ngày mất ăn mất ngủ. Thực tế, khu vực bãi thải của mỏ than Phấn Mễ không có tường bao. Vì thế, người dân ở đây không những lo lắng vì nguy cơ sạt lở, mà nhiều năm nay, vấn đề ô nhiễm bụi và nước đã ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và sản xuất nông nghiệp. Bà con bị mất an toàn thì cũng có làm đơn, đưa qua xã rồi thậm chí là đưa lên huyện. Chúng tôi thực tế là chúng tôi hai người đã chuyển cái đơn tới huyện 2 lần. Thì là huyện đã nhận được đơn rồi nhưng mà đến nay chưa hồi âm. Thế vì cái mất an toàn, hai nữa là cái về cái ô nhiễm môi trường, nguồn nước ăn, nguồn nước thải, nguồn nước nhất là nguồn nước sinh hoạt. Thế này là nhất 30 hộ là không thể dùng được. Người dân địa phương bức xúc, lo ngại cho tính mạng và sức khỏe của mình. Còn chính quyền địa phương lại chưa có những giải pháp tổng thể để giải quyết bức xúc của người dân. Về cái xác định là người dân có đơn trực tiếp gửi cho địa phương để mà đề phản ảnh về việc mức độ nguy hại thì chúng tôi không có. Không có. Vâng. Hiện vẫn chưa có kết luận chính thức nào về nguyên nhân gây sạt lở ở khu vực này. Lãnh đạo mỏ than Phấn Mễ khẳng định khu vực này vẫn trong điều kiện an toàn và không có vết nứt mới. Tuy nhiên, đây là những hình ảnh thực tế. Có vết nứt rộng lớn hơn 10 cm. Bàn tay. Bên kia to lắm anh ạ, ngoài. Hôm qua thì đoàn kiểm tra đi thì cũng trong văn bản thì cũng đã nêu, tức là không xuất hiện vết nứt mới và tất cả các cái khu vực của bãi thải là đều hiện đến giờ phút này là đều ổn định, tức là đến giờ phút kiểm tra 14 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 ngày hôm qua thì đều ổn định cả. Theo thiết kế, bãi thải của mỏ than Phấn Mễ có chiều cao tối đa là 185 m, chiều cao hiện tại đang là 170 m. Như vậy, đơn vị khai thác mỏ tiếp tục được đổ thải thêm 10 m. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia thì khu vực bãi thải này có nền đất rất yếu. Nguyên nhân của vụ sạt lở đất thải gây chết người cũng như việc mỏ than Phấn Mễ có tuân thủ đúng các quy định về đảm bảo môi trường và an toàn trong khai thác mỏ hay không đang là câu hỏi cần sự lên tiếng trách nhiệm từ phía chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Vâng, không biết giáo sư có để ý khi mà nghe các phát biểu hay không của những người trong cuộc. Có rất nhiều cái tôi lên tiếng ở đây. Người dân với cái tư cách cái tôi của những người bị hại, những người bị nạn thì họ lên tiếng về cái nguyên nhân rất cụ thể, rất trực quan và sáng như rõ như ban ngày về cái việc là tại sao lại dẫn đến cái chuyện cái tai nạn rất là khủng khiếp đó. Thế nhưng mà
những cái tôi của những cái người mà chịu trách nhiệm, ví dụ như chính quyền xã, ví dụ như là cái mỏ than, thì họ đều nói rằng là chúng tôi chưa có thông tin hoặc là chúng tôi cũng không biết về cái chuyện này. Có vẻ như là cái chuyện trách nhiệm nó ngoài cái vấn đề phải được đặt vào đúng cái vai hoặc là đúng người thì còn là phải có cả cái sự cụ thể nữa. Giáo sư có nghĩ như vậy không? Thực tiễn qua cái phóng sự vừa rồi, ngay người dân người ta đã có những cảnh báo, huống chi là trách nhiệm của cái cảnh sát môi trường phải tìm hiểu dự báo những vấn đề có thể xảy ra ở cái môi trường khai thác chung quanh. Như vậy ở đây mình thấy rất rõ là cái trách nhiệm của cái bộ phận cảnh sát môi trường, trách nhiệm của những người phụ trách quản lý và khai thác than ở đây, một cái bãi thải và ảnh hưởng bãi thải đến chung quanh, đó là những cái trách nhiệm thường nhật của một cái cơ quan quản lý, chứ không thể là cái việc mà rõ ràng là thông tin. Cái việc đó là việc trách nhiệm hàng ngày, hàng giờ của mỗi một cơ quan mà đã được quy định trong pháp luật, chứ cái gì đây không phải là pháp luật. Ở đây ở chỗ tức là thiếu trách nhiệm thôi. Còn bản thân người dân đã có cái gì đó, người ta cảnh báo rất lâu. Vì vậy cho nên theo tôi có một cái tính chất bao quát chung thế này này. Tức là ngoài cái tinh thần trách nhiệm ra, của mỗi một cá nhân, một cái tôi trong cái chung đấy, thì cái người được phân công trách nhiệm phải có một cái kiến thức, tức là phải có một cái bằng cấp hoặc là một cái gì đó về kiến thức để khẳng định được tôi làm cái vị trí đó là được. Ví dụ như nếu tôi là phụ trách về môi trường của khu mỏ thì tôi có phải hiểu biết là những khả năng mà sụt lở, những cái quá trình biến động của môi trường chung quanh, phải có khả năng đó để mà dự đoán, và đồng thời trong cái khoa học về những vấn đề này đều có những dự đoán hết. Vâng. Không có gì mà không có dự đoán, mà dự đoán nó là trên một cơ sở khoa học mà người phụ trách đó phải có trách nhiệm, phải hiểu biết. Ngoài cái trách nhiệm nhà nước giao cho phương diện pháp lý thì còn phải có cái khả năng và được học hành cẩn thận thì mới tránh được những cái tình trạng này. Hiện nay một cái vấn đề này ít nhất phải có một kỹ sư về môi trường, về địa chất cộng với cái trách nhiệm trước pháp lý thì tôi cho là những vấn đề không thể xảy ra được đâu. Vâng. Chắc là cũng lẽ chưa cần phải nói đến cái điều kiện lý tưởng như giáo sư nói, mà một cái việc rất trực quan đó là cái khe nứt nó rộng còn cả cái nắm tay này, nhưng mà người ta vẫn nói rằng là không có vấn đề gì. Chúng tôi thì quan tâm đến một cái việc đó là hình như là trong một cái cơ chế vận hành như hiện nay thì có rất nhiều cá nhân họ yên tâm dựa dẫm và núp vào cả một tập thể để họ không nhắc đến cái trách nhiệm cụ thể của chính mình. Đúng. Ví dụ như trong trường hợp này là xã nói rằng là xã có báo lên huyện, huyện thì nói là hoặc huyện có báo lên tỉnh, tỉnh thì bảo là tỉnh phải chờ thông tin ở phía dưới. Cái đó là một cái tôi cho là một cái cơ chế không hợp lý. Bởi vì hiện nay đứng về môi trường mà nói, đều có một cái bộ phận từ trên xuống dưới. Mỗi việc gì xảy ra thì cái đơn vị cấp thấp nhất phải thu thập thông tin và làm báo cáo. Và báo cáo có ngày, giờ, tháng, đường hoàng để lên gửi trên cấp lên lúc nào. Và bây giờ nếu đem pháp lý đưa ra tòa thì ta có thể theo dõi cái trách nhiệm thuộc về ai ngay. Ở cái chỗ là những cái văn bản mà cơ quan nhà nước đã giao cho trước hết là cảnh sát và môi trường. Và cái người quản lý cái khu mỏ đó, bởi vì quản lý khu mỏ tức là bao gồm bãi thải và chung quanh bãi thải và cái khai mỏ của mình, chứ không phải là một cái công ty khai thác than chỉ có biết là đào bãi than, mà vấn đề là quan trọng tức là cái công ty đó có trách nhiệm đối với bãi thải, mà cái bãi thải gây ra trách nhiệm này thì trách nhiệm của ai? Anh thấy rõ vấn đề đó phải không ạ? Vâng. Như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy điều gì ở trong cái cơ chế vận hành hiện nay? Tôi nghĩ là không phải chỉ riêng ở câu chuyện mỏ than Phân Mễ. Có thể nói rộng ra ở nhiều mỏ than khác và ở nhiều lĩnh vực khác, nhiều địa phương khác, nhiều ngành khác. Một cái cơ chế gì giữa cái tập thể với cái cá nhân nó chưa thực sự tốt như giáo sư phân tích để dẫn đến nó có những cái chuyện như thế, như hiện nay. Có thể có một cái nhìn khái quát nào? Cái khái quát theo tôi nghĩ hiện nay, tức là từ xưa đến nay rất lâu chúng ta quen với gọi là cái trách nhiệm tập thể cá nhân ít hơn. Tức là mà cứ đổ vào cái tập thể, dựa vào tập thể, dựa giống vào tập thể và cứ lấy cái tập thể chịu trách nhiệm chung và cuối cùng chả ai chịu trách nhiệm hết. Thì cái đó là cái cơ chế nó thành một, đáng lẽ ra thực ra không phải là luật pháp cho phép, nhưng thành một cái thói quen xấu trong cái quan hệ ứng xử và trong cái quan hệ quản lý nhà nước trong cái xã hội chúng ta hiện nay. Cho nên thói quen đến cố hữu. Cố hữu đấy. Cố hữu. Cho nên đến lúc mà chúng ta phải làm rõ vấn đề này và cái lẽ phải qua vài cái vụ xử mang tính chất hình sự thì mới xác làm được vai trò này là cá nhân của ai.
chứ không thì tất cả đổ vào cái chung và không ai chịu trách nhiệm, không ai ngồi tù, không ai lĩnh án vấn đề này, thì làm thế nào người ta thấy được vấn đề này? Mà những vấn đề này nếu chiếu vào luật đều có rất rõ. Vâng. Cũng giống như câu chuyện vụ xử Vinasin khi nói đến quy trách nhiệm của cá nhân ông Tổng Giám đốc. Rồi. Thì ông ấy nói rằng đây là vấn đề về định hướng của ngành nó như rồi. Vậy và tôi cũng thừa hành. Gần đây thì người ta cũng nói rất nhiều những cái chuyện, ví dụ như chuyện chất tạo nạc. Thì thay vì có những người đứng ra nhận trách nhiệm về việc để cho những chất đấy lưu hành, thì người ta nói cái việc nhùng nhằng giữa hai ngành y tế và ngành nông nghiệp phát triển nông thôn trong cái việc là cho phép cái chất đấy được lưu hành hay không. Hay như cái chuyện xe máy bị cháy chẳng hạn. Thì phải mãi đến một năm sau thì người ta mới có những cái kết luận ban đầu. Cả một năm trời người dân sống ở trong... ban đầu rồi chứ chưa phải kết luận cuối cùng. Chưa phải kết luận cuối cùng. Và hình như cái kết luận đấy cũng chẳng làm thỏa mãn ai. Đặc biệt là những người mà có xe bị cháy. Nếu như giáo sư cần phải nói một điều gì đó về cái mối quan hệ giữa tôi và chúng ta trong một cái điều kiện vận hành như vậy, thì lời khuyên của giáo sư đối với mỗi một cái tôi như thế nào trước khi chúng ta nói đến chuyện chúng ta? Thực ra trong bất kỳ xã hội nào, mỗi một công dân, mỗi một cái cá nhân, trước hết là cái cá nhân của mình chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước quần chúng, trước pháp luật một vấn đề gì. Ngay một cá nhân tôi không làm chức vụ gì, nhưng tôi có trách nhiệm nộp thuế, tôi có trách nhiệm an ninh gia đình. Làm thế nào cho gia đình không tổn hại, tổn thương đến chung quanh, đó là cái đơn giản. Huống chi là một cá nhân có một cái chức vụ dù là nhỏ cho đến lớn. Cho nên cái đó theo tôi nghĩ hiện nay ấy, là vấn đề là pháp luật. Nhưng mà ngoài ra nữa, cái giáo dục quần chúng, cái làm cho người, mỗi một người dân thấy được trách nhiệm cá nhân của mình trước xã hội, trước pháp luật là điều hết sức quan trọng. Mà nếu không có cái đó, mà hiện nay cái đó là một cái, cũng có những cái thói quen và những cái thói xấu, cho nên cần phải xử lý, nhất là trong cái hoàn cảnh xã hội của mình đang phát triển nhiều vấn đề sức khỏe và phức tạp. Vâng, và chắc là trước khi nói đến cái chuyện, câu chuyện giáo dục, mỗi cái tôi cá nhân công dân của nhân dân thì chắc là mỗi cái tôi cá nhân của những người đang cầm cân nảy mực và có trách nhiệm chắc sẽ phải gương mẫu. Đương nhiên. Vâng, rất là cảm ơn giáo sư Phan Trường Thị với những ý kiến phân tích góc cạnh và có tính chất bản chất triết học trong cái chương trình sự kiện bình luận sáng thứ bảy hôm nay. Cảm ơn giáo sư và chúc giáo sư sẽ duy trì sức khỏe để có thể đóng góp thêm được nhiều ý kiến cho xã hội. Vâng, rất cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 30 năm, ngay trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới, thì kịch tác gia Lưu Quang Vũ của chúng ta đã cho ra đời một trong những tác phẩm bất hủ, vở kịch Tôi và Chúng Ta. Vở kịch này khiến đông đảo quần chúng xúc động bởi nó thẳng thắn chỉ ra rằng không thể có thứ chủ nghĩa tập thể chung chung và không thể giữ mãi cái cách tư duy và giải quyết vấn đề cũ kỹ. Sự núp bóng của dưới cái chúng ta là một trong những căn bệnh trầm kha và cố hữu trong đầu óc của rất nhiều người. Và thậm chí nói rộng ra, nó có một phần tồn tại trong cả một hệ thống tư duy của xã hội. Suy cho cùng, chúng ta cũng hình thành từ những cái tôi rất cụ thể. Không thể có chúng ta nếu không kể được tên từng cá nhân của cái tôi, của bạn và của tất cả những người khác. Và ngược lại, khi nói rằng chúng ta đang có chung một cảnh ngộ thì có nghĩa là cả tôi và cả bạn cũng đang ở trong đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi phần bình luận tuần này của chúng tôi và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.